Và các bạn thân mến, ai đã từng đến Thuận Thành, miền quê bên kia sông Đuống, một vùng đất vốn có lịch sử lâu đời và hội tụ đủ những truyền thống, bản sắc văn hóa của nền văn hiến Kinh Bắc. Trong muôn vàn di tích lịch sử đó, chúng ta không thể không nhắc đến một nghệ thuật mang giá trị tinh thần về đời sống tâm linh của con người. Và chùa Bút Tháp là đại diện tiêu biểu cho ý nghĩa ấy. Tọa lạc tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Bút Tháp còn có tên chữ Hán là Ninh Phúc Tử. Đây là một trong những ngôi chùa cổ có quy mô lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, còn lại đến ngày nay và được bảo tồn khá nguyên vẹn. Theo sách địa chí Hà Bắc năm 1982, chùa có từ đời vua Trần Thánh Tông. Tiền sư Huyền Quang Đỗ Trạng Nguyên năm 1297 đã trụ trì ở đây. Đến thế kỷ 17, chùa đã nổi tiếng với vị sư trụ trì là Hòa Thượng Chuyết Chuyết, người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa sang Việt Nam năm 1633 và trụ trì ở chùa. Năm 1644, Hòa Thượng Viên Tịnh và được vua Lê sắc phong Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế Đại Đức Thiền Sư. Sau này, người kế nghiệp Bút Tháp là Thiền Sư Minh Hành, học trò xuất sắc của Hòa Thượng Chuyết Chuyết. Cũng vào thời gian này, Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc đã rời bỏ cung thất về đây tu hành. Thấy chùa bị hư hỏng, bà cùng con gái là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên xin phép chúa Trịnh Tráng rồi bỏ tiền của ra công đức để trùng tu lại ngôi chùa. Đến năm 1647, chùa mới được làm xong theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc và có tên gọi là Ninh Phúc Hiền Tự. Thưa quý vị, sở dĩ chùa có tên gọi Bút Tháp là vì chùa có một cây tháp được xây bằng đá xanh. Cụ thể vào năm 1876, khi vua Tự Đức đi ngang qua, thấy một cây tháp cao khổng lồ nên lấy tên gọi là chùa Bút Tháp. Tháp Bảo Nghiêm thờ Hòa Thượng Chuyết Chuyết, tháp cao 13,05m, 5 tầng với một phần đỉnh xây bằng đá xanh. Ngoài tầng đáy rộng hơn, 4 tầng trên gần giống nhau, rộng 2m. Năm góc của 5 tầng có 5 quả chuông nhỏ. Lòng tháp có một khoang tròn, đường kính 2,29m. Ngoài kỹ thuật xây bằng đá, phần bệ được bao quanh bằng 2 vệ tường, cấu tạo bằng cột và lan can. Riêng ở phần dưới cùng của tòa tháp này có 13 bức chạm đá, lấy đề tài chủ yếu là các con thú. Tháp thể hiện tài ghép đá và nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời của người thợ Việt Nam xưa. Chùa Bút Tháp được xây dựng bằng gỗ lim là gian đẹp nhất ở cả kiến trúc lẫn điêu khắc. Người nghệ sĩ nhân gian bằng tâm hồn và bàn tay tài ba đã gửi gắm những mơ ước vào từng thớ gỗ, phiến đá để chúng thăng hoa qua từng đường nét, trở thành những kiệt tác để đời có giá trị văn hóa tâm linh to lớn. Chùa Bút Tháp có một hệ thống tượng tròn rất đặc sắc so với những ngôi chùa khác. Trong đó có những pho tượng nổi tiếng và được giới nghiên cứu xem là khuôn mẫu của tượng Phật giáo Việt Nam.
toàn bộ tòa thượng điện của chùa Bút Tháp là một hệ thống sưu tập của những pho tượng Phật Bồ Tát La Hán với nhiều kích cỡ và dáng điệu khác nhau. Những nghệ nhân xưa đã dành hết tâm trí, sức lực và lòng thành kính, sự sáng tạo vào đó khiến mỗi pho tượng đều có thần khí riêng, trong đó phải kể đến pho Quan Âm Thị Kính, tượng Tuyết Sơn và bộ tượng Tam Thế Phật. Những pho tượng La Hán được tạc với những đường nét độc đáo, được biểu hiện ở những cảm xúc nội tâm qua từng khuôn mặt buồn vui, trầm tư lẫn lộn. Của chùa Bút Tháp là pho tượng cổ Quan Âm nghìn tay nghìn mắt đẹp nhất Việt Nam, được tạc từ gần 400 năm trước, một điện tháp độc nhất vô nhị trong những di sản nghệ thuật văn hóa cổ xưa. Pho tượng được tạc vào năm 1656 bởi Trương Thọ Nam, một nghệ nhân tạc tượng tài hoa. Ông đã rất thành công trong cách diễn tả bố cục để pho tượng tự nhiên cân đối thân người và những đôi tay mềm mại xung quanh. Dù thời gian đã làm bong chóc những lớp sơn, nhưng không làm mất đi những nét thẩm mỹ của từng cánh tay hay trên những nét mặt thanh thản của Phật Bà, của vầng hào quang được tạo bởi nghìn cánh tay và nghìn con mắt. Đây là hiện thân của sự thấu hiểu nỗi khổ và cứu độ chúng sinh trong Phật Pháp. Giữa lòng Đức Bồ Tát là hình tượng mặt trăng tròn vẹn, hai tay chắp trước ngực thể hiện hạnh nguyên độ sinh vô lượng. Ba gương mặt của Phật Bà tượng trưng cho ba thì quá khứ, hiện tại và vị lai. Trên đầu là các pho tượng Phật ngồi cao dần, ngồi trên cùng là Phật A Di Đà, Đức Phật giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Giữa thượng điện và tích thiện am là cây cầu đá bắc ngang qua hồ nước. Cầu dài 4 mét gồm 3 nhịp uốn cong, mặt cầu lát đá xanh trơn nhẵn. Hai bên cầu có bức phù điêu đá chạm chim muông hoa lá, đã được chạm khắc công phu, tinh xảo, rất hài hòa với kiến trúc. Điểm nhấn đáng chú ý ở chùa Bút Tháp là tòa Tích Thiện Am được trồng diêm 3 tầng 12 mái. Bên trong có đặt tháp cửu phẩm liên hoa, tòa tháp hoa sen cao 9 tầng là một công trình Phật giáo độc đáo duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Hiện ở nước ta còn lưu giữ được 3 tòa cửu phẩm liên hoa bằng gỗ có thể xoay được. Nhưng có lẽ tòa cửu phẩm liên hoa ở chùa Bút Tháp là đẹp nhất trong số đó, với nét độc đáo riêng là khi xoay không hề phát ra tiếng động. Theo văn bìa tại tháp Tôn Đức phía sau chùa tạo năm 1739, chùa được thiền sư Tĩnh Hải Hương Công tu dựng tượng hoàng, đồng thời dựng các tòa điện Phật cùng tòa cửu phẩm liên hoa. Tòa cửu phẩm liên hoa tại chùa Bút Tháp được dựng bằng gỗ sơn màu cánh sen, cao 7 mét với 8 mặt cắt bằng nhau thể hiện 8 phương của nhà Phật và 32 bức chạm khắc tỉ mỉ,
công phu là hàm ý sâu xa của sự giác ngộ. Ý nghĩa mỗi tầng là một cảnh giới, 9 đài sen tượng trưng cho phẩm hàm cao thấp khác nhau của giới Tây Phương Cực Lạc. Tín chủ mỗi lần xoay tháp tụ niệm với mong ước được vãng sinh về thế giới tịnh độ và đời sống kế tiếp. Tương truyền rằng cứ mỗi vòng quay thì lời tụng kinh sẽ được nhân lên thành 3.542.400 lần, để người niệm Phật mau đạt tới trạng thái nhất tâm bất loạn. Trong tổng thể kiến trúc, tòa cửu phẩm liên hoa mang một vẻ đẹp tượng trưng với sự dung hòa của các tôn phái Phật giáo, đã thổi hồn vào tòa kiến trúc cửu phẩm liên hoa, trở thành một kiệt tác nghệ thuật đầy sống động và hiện thực. Hình tượng nổi bật nhất của tòa cửu phẩm liên hoa là hình ảnh hoa sen 9 tầng. Hoa sen là tượng trưng cho sự thuần khiết, nên Đức Phật đã lấy hoa sen làm biểu tượng để bày tỏ cái Phật tánh sẵn có của mình. Sinh ra trong thế gian nhưng không hề vướng bụi trần, Tịnh Độ Tông mượn ý nghĩa này làm biểu tượng cho nơi trú ngụ của những linh hồn trong sạch thuần khiết được vãng sinh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đến với bút tháp vãn cảnh chùa, lần tay lên những dấu tích cổ xưa, chạm vào nghệ thuật chạm khắc đỉnh cao một thời của dân tộc, để thấy lòng kính phục người xưa, thấy tự hào trước những tinh hoa Phật giáo của nước nhà. Vâng, thưa quý vị, có lẽ những người nghệ sĩ thủa xưa sẽ mỉm cười khi biết rằng ngày nay những tác phẩm ấy vẫn sống mãi với thời gian và trường tồn cùng năm tháng.